Rồi, xin chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Phú Phúc nha. Tiếp tục clip hôm nay cũng hơi nhiều máy lạ, anh em quan tâm mày theo dõi nhớ bấm đăng ký kênh nha để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Cho mình một like luôn để video được đề xuất tí nha. Quy định mua máy của mình thì cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu, còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel nha. Nhắn họ tên địa chỉ cùng với model cái máy cần mua thì mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc nhận hàng. Những anh em nào tin tưởng á mà chuyển khoản thắng thì mình sẽ bao ship. Anh em khỏi phải tốn phí ship nha. Còn tự vì cái tiền ship á, cái tiền cốt á là bên giao hàng nó có nó trừ thêm phí nữa nên mình phải buộc thu phí ship. Còn anh em mà chuyển khoản thắng á, mình không có tốn cái cốt nhiều thì mình sẽ bao ship cho anh em luôn. Nó thực sự là giả thôi chứ không có gì hết. Anh em mua máy nhiều thì tin tưởng chuyển khoản thắng mình bao ship luôn. Số điện thoại đang hàng bên mình là 0355 356 356, có được cái bảng nha anh em. Rồi, con máy đầu tiên trong clip hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em là con Samsung J320 nha. Samsung J320, máy này thì máy nguyên ring luôn, máy ring. Đó. Màn này màn trắng nha anh em, màn ring, men ring, vỏ cũng ring luôn. Nhưng mà thay cái nắp thôi, cái nắp từ máy khác có đi qua nên là nó có cái nó khác cái màn trắng. Đó, nhưng mà màn ring nha. Đó. Chức năng ok, mình đã test hết rồi. Màn đẹp luôn. Wi-Fi các kiểu ok luôn. J320. Con này màn hình 5 inch nha, RAM 1.5 bộ nhớ 8, pin con này là 2006. Máy thì sườn thì có mốt méo một xíu, nói chung là trầy xước này. Trầy xước máy góc đây. Còn lưng đẹp nha, lưng này nói chung là tạm ổn. Kính có dán cận lực nên là rất là đẹp. Kính đẹp. Anh em chỉ việc bỏ sim vào xài thôi. Con này là ok. J320, con này để anh em giá 850.000 nha. 850 ha, kèm sạc dán kính cho anh em luôn á, 850 thôi. Anh em là cần thì hú nha, J320, màn cực đẹp luôn. Tiếp theo cho anh em là mình có một con Coolbat. Coolbat mình nhập về số lượng nó nhiều, bán hết rồi. Còn một con này thì nó bị quá trình vận chuyển nó bị va đập, có nghĩa là bị người ta shipper người ta quay hàng á, nên là nó cái màn nó bị sập nhẹ nhẹ tí, mà mấy full box nha. Dòng này dòng thanh lý đó, mà máy mới ken luôn, màn hình nó bị sọc một tí thì mình bán rỉ cho anh em luôn. Máy thì cấp cáp rồi, nó có ốp lưng rồi anh em, ốp lưng nè, cấp cáp tai nghe đầy đủ hết ha. Mà giá thì con này là hồi trước mình bán là 1.1-1.2 triệu, bây giờ nó bị đây máy mới này anh em thấy không, mình ghi mà hình hư là ý đó là bị lỗi á, xin lột cái giá này ra này. Em thấy anh em thấy không? Đó. Nói chung là máy mới chưa có xài. Đó. Máy mới chưa xài. Đây. Mà cực đẹp luôn. Nhưng mà nó bị răng răng gấp trên này anh em thấy không? Không ảnh hưởng gì hết ha, xài ok luôn. Đó. Xài ok, bị răng răng gấp đây. Có sao nói vậy nha, kính thì cực đẹp. Cảm ứng luôn, rất là mượt nha. Con này là màn hình 5.45, RAM 1 bộ nhớ 16, pin có 2003. Đó, có sao mày nói vậy ha, máy mới luôn. Thì nó bị ấy nên mình bán đó, mấy anh em thấy không? Biên bọng nắp đồ còn nguyên hết. Anh em nào nhanh tay thiệt trước cho mình nha. Để anh em giá 490.000. 490.000 thôi. Đó. Giá này thì anh em khỏi suy nghĩ. Về chỉ việc xài thôi nha. Đó, màn thì nó bị sập sập đây thôi. Còn dưới đây thì đẹp. Đó. Bây giờ sao nó lại sập sập ra. Anh nặng tí à. Màn thì nó bị nó lo ra nhiều quá. Tính bán anh em 49 giờ anh em xài chống cháy nhưng mà thấy nó bị không ổn. Đó, màn nó như thế này. Bán là bán sát thôi chứ còn phải bán gì mấy rồi. Từ màn anh em thay vô cái màn này mất mấy trăm ngàn nữa. Cái màn này là lấy vô thì 400 mấy 500 nữa. Thì lên 1 triệu. Thôi, để giá đây thôi, anh em nào thích thì lấy 490.000. Mấy thì mấy mới luôn. Rồi ok nha. Để tính sau con này. Thấy xài được nhưng mà nó hơi nóng nóng lên là nó bắt đầu nó lan to to lan tí anh em. Nên cũng khó ha. Rồi. Tiếp theo con máy thứ 3 trong clip là con Samsung A10e, bản hàng 1 sim nha anh em. Con này máy đẹp ha. Lưng đẹp, kính keng này. Kính như bóc hộp luôn. Màn hình 5.85 nha, 5.83, RAM 232, pin 3000. Đó, máy hiển thị sạc đẹp. Quá là đẹp luôn. Kính keng luôn. Đó. A10e bán hàng
chức năng ok nha. Màn hình là 5.83. Kính keng nha anh em, kính không có xước nha. Đẹp keng sao em. Con này để anh em giá 1.6.000 nha, 1.6.000. Kèm sạc dán cực lực cho anh em luôn. Tiếp theo là con Renumber Rim màu rose gold anh em, màu hồng ạ, hồng phấn. Máy thì ngoại hình còn đẹp nha. Máy ngoại hình còn cực đẹp. Kính keng luôn. Máy nguyên zin nha anh em, con Renumber Rim máy zin. Màn hình 5 inch, RAM 216, pin 2004. Máy là ok luôn, con này xài khỏi phải lên tay. Cực đẹp. Đó, wifi ha. Đó, Renumber Rim, chức năng ok, chuẩn. Con này để anh em giá 1150. Renumber Rim máy cực đẹp. Đẹp tầm 98 nha, không phải ít nha. 1150 anh em. Tiếp theo là con Oppo K3. Con này mặt sau có dán và vỏ thì có cắn xước. Đây. Oppo K3 nha anh em. K3 máy camera thò thuộc nha. Vỏ nói chung không được đẹp. Và màn đây là mình bán cho anh em chữa cháy nha. Màn chữa cháy. Bán giá bỏ màn. Đó. Anh em nào xài về chữa cháy ok. Nhưng vẫn còn xài bình thường. Màn chữa cháy đây, nó có những cái đốm đây. Nhưng mà xài bình thường hết luôn anh em, không ảnh hưởng hết. Camera thì còn ok đẹp luôn. Đó, con đây do cái màn hình anh em, chứ còn camera đó không anh em ta. Camera rất đẹp nha. Camera thò thục lên luôn này. Đó. Rõ nha. Đó. Camera thò thục nha. Đó, hoạt động rất ổn định. Oppo K3. Con này mình đã test rồi, xài rất là sướng. Đó. Anh em mua về xài bảo đảm ok. Màn bỏ nha. Kính có bê nha anh em, kính thì có bê gấp nha. Đó, anh em nào coi kỹ ưng thì lấy nha. K3 này, RAM 6, bộ nhớ 64 này, RAM 6GB, bộ nhớ 64, pin của nó là 3765, màn hình thì 6.5 inch. Con này cực rẻ, để anh em giá 2.3 triệu, 2.3 triệu thôi, 2.3 triệu nha. Đó, Oppo K3, để anh em giá 2.3 triệu, tính là giá bỏ màn luôn cho anh em. Đó, kính có bê, trên cấp đây, còn lại là xài ok hết ha. Chức năng full Oppo K3 RAM 6 bộ nhớ 64 đến em giá 2.3 triệu. Tiếp theo là con Oppo F7 màu đỏ. Oppo F7 vỏ là nhìn còn đẹp nha, tương đối đẹp. Kính thì kính ok luôn, xước lông chuột thôi, không có lông mèo, đẹp. Oppo F7 RAM 4 bộ nhớ 64, màn hình 6.23, pin 3004. Đó, chức năng mình báo rõ hết cho em trong clip nha. Đó, wifi chức năng ok. Oppo F7 RAM 464 F7. Rồi, con này để em giá 2.2 triệu nha. 2.2 triệu. Kèm sạc và dán cực lực cho anh em đẹp trước khi gửi máy. Đó, máy thì cực đẹp. 9798 của tôi. Tiếp theo là một Samsung A30. Samsung A30 màu xanh đẹp, máy zin. Lưng sau đèn đánh giá tầm 97, mặt trước 99. Đó, kính cực đẹp. Con này RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 6.4, pin thì 4.000. Đó, máy thì anh em nhìn đi, cực đẹp. Máy nguyên zin. A30, máy zin đẹp. Chức năng ok. Rồi, con này ra đi cho anh em giá 2.7 triệu nha. Kèm sạc dán kính nha. 2.7 triệu, cường lực đã dán và sự dán đẹp cho anh em. Rồi, tiếp theo cho anh em là một con iPad 3 nha. Một con iPad 3. iPad 3 màn đẹp. Lưng sau đẹp, góc góc cạnh ok. Góc cạnh còn đẹp. Đó. iPad 3 bản Wi-Fi 16GB. Máy full chức năng. Wi-Fi nha. Đó. Chức năng ok luôn. Còn một cây duy nhất mới về là nói chung cái này hay nhập về đang tăng thôi. Là lay rai có hàng thì đăng cho anh em thôi. Bản wifi nha anh em, iPad 3 để này giá 1.6 triệu nha. 1.6 triệu. Kèm sạc riêng cho anh em nha. Anh em nào muốn mua bao da thì 120.000 nữa. Còn không mua thì cái này không là 1.6 triệu nha. iPad 3 xài rất là chuẩn. Tiếp theo là một con Samsung A50s màu xanh. Lưng sau đẹp keng nha. Lưng sau keng sao em.
kính trước đại dáng cường lực, có một hai vít xước nhẹ, màn có một vít lông mèo nhẹ đây, đây. Lông mèo nhẹ đó thôi, còn cực đẹp, mấy nguyên riêng. A50S. Đây anh em, máy màn đẹp, sáng đẹp nha, chức năng full nha, ok cho anh em hết. Máy màn cái lưng sau có dán keo á, cực đẹp luôn, mới lục ra rồi 99%. Mặt trước thì có một con lông mèo như đây, còn như đẹp. À, màn hình 6 inch 4, RAM 464, pin 4000. Hôm nay ra đi anh em giá 3.3 triệu nha, 3.3 triệu, kèm sạc dán cực lực cho anh em luôn. À thôi, bớt cho anh em một tí, con này nó một con lông mèo đây nên fix 100 luôn, còn 3.2 triệu, 3.2 triệu, kèm sạc dán kính cho anh em luôn. Tiếp theo là một con Vivo V9 thay nắp sau, Vivo V9 nha anh em, thay nắp sau mới can luôn. Đó, máy như bọc hộp nha, máy đẹp như bọc hộp. V9 RAM 4 bộ nhớ 64 nha anh em, màn hình 6 inch 3, pin 3260. Đây, màn cực đẹp luôn. RAM 464. Đó, màn cực đẹp nha anh em. Chức năng full nha, Vivo V9. Anh em cứ tham khảo trên mạng biết ngay mấy nha. Đó. Chức năng ok ha. Test camera sơ cho anh em xem coi. Màn sáng đẹp. Đó. Ok nha. Cao ra cực đẹp luôn. Vivo V9 RAM 4 bộ nhớ 64, thay nắp sau mới can. Con này ra đi cho anh em giá 1850, kèm sạc và sẽ dán cực lực cho anh em rồi. Ok nha, máy cực đẹp. Tiếp đến cho anh em là một con Samsung J710 bán hàng nha anh em. Máy nói chung là đẹp, tầm 97-98% nguyên riêng. Đây, camera, wifi các kiểu, ok. J710 đó, màn cực đẹp nha anh em. Kính này, kính keng luôn ha, sườn. Nói chung con máy này mà sườn cỡ đây thì anh em biết rồi, nó quá là riêng nha, là chúng ta chủ trước xài rất ít. Máy cực đẹp ha. Màn hình 5.5 inch, RAM 216, pin 3.3. Còn để anh em giá 1490 nha, 1490, kèm sạc và dán cực lực luôn. Vivo i1s, máy riêng nguyên, đẹp tầm 97. Lưng sau này, mặt trước thì còn guarantee, đẹp 99, 99,9 luôn anh em. Vivo i1s, RAM 232, màn hình là 6.22, pin 4000. Đó, chức năng khỏi phải bàn nha anh em. Thì con này là còn máy riêng, còn bảo hành, máy đời mới ra nên anh em khỏi phải lo bảo hành bảo tỏi ha. Chức năng ok luôn. Con này để anh em giá 1550, 1.550.000, nó cực đẹp luôn. Ok nha anh em. Tiếp theo nữa là mình có một con iPad E2. iPad E2, con này là 64GB, màn hình 9.7, cực đẹp luôn. Mình coi thôi, hình như hết pin. À còn pin nhé, ok. Đó, máy này em thấy không? iPad E2 nha, mấy tài khoản của mình nha. Đây nha anh em, iPad E2 ha, iPad E2 64GB, máy nguyên riêng, chức năng ok. Xài sim được bình thường hết nha anh em. Cái này anh em chỉ được bỏ sim vô xài thôi nha, dữ liệu di động. Tài khoản này của mình ha, thoát ra thôi. Anh em bỏ sim vô, máy sạch. Đẹp ha. iPad E2 cực đẹp luôn. Con máy này thì khó phải bàn. Nguyên riêng, keng sạc beng luôn. Keng len keng, nói chung là đẹp tầm 98. 97-98% vô tư luôn. E2 64GB. Con này ra đi cho anh em giá 6.4 triệu nha. 6.4 triệu, kèm sạc cho anh em luôn. Đó, máy đại dáng cực lực rồi. Ok nha, có bao da luôn. Tiếp theo là con Oppo F9 riêng, máy trắc bên gen nhẹ, RAM 464 nha anh em, màn hình 6.3, pin thì 3.500 nha. Máy màu tím khói, tím hồng, sườn cực đẹp nha. Nói chung là con này máy riêng luôn. Chức năng ok nha anh em, wifi các kiểu ha.
Nói chung là RAM 4 bộ nhớ 64. Máy này nói chung là ok luôn. F9 nha anh em, xài chuẩn ha, con này xài rất là sướng. Con này ra đi cho anh em giá 2.3 thôi. 2.3 kèm sạc giá cường lực rồi cho anh em rồi. Ok nha. Nó chỉ có 6 một tí đó thôi, còn không ảnh hưởng gì mấy nha. Nhìn máy còn tổng thể rất là đẹp nha. Tiếp theo là con Samsung A20. Có ốp lưng của khách cho anh em luôn. Con này là đã thay cái nắp sau rồi. Đó. Là như mới luôn nha anh em. Nắp sau thì mới thay. Máy như máy mới A20. Màn hình 6.4, RAM 2 bộ RAM 3, bộ nhớ 32. Pin 4000 nha, máy cực đẹp. Đó anh em thấy không? Chức năng ok nha. A20. Máy đẹp như mới nha. Đó. Máy đẹp như mới, thay cái nắp sau rồi nên là nó cực đẹp. Đó. Sườn xước rồi nhìn thấy là thích ngay. Nhìn là yêu ngay luôn anh em. Máy quá đẹp rồi. RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 6.4. Pin 4000. Con này ra đi cho anh em giá 2.3 thôi nha. 2.3. Kèm sạc và cường lực đã dán cho anh em rồi. Chỉ việc xài thôi nha anh em. Và một siêu phẩm cho anh em luôn là con Sony XZ2. Sony XZ2 máy đẹp tầm 98.9. Lưng sau là đã dán nhám cho anh em. Đã dán nhám nha, kính trước thì đã dán cường lực rồi. Con này là XZ2, màn hình 5.7, RAM 4/64. Pin con này là 3180. Đó, máy cực đẹp. Máy thì cực đẹp luôn. Chức năng là khó chơi. Wi-Fi mạnh nha. Tên thiết bị nè. 8216. Sony XZ2. Máy riêng đẹp. 98.99% này nè. Không phải 6 con này đâu, đây là siêu phẩm luôn. Để anh em giá 3.3. 3.3 kèm sạc cho anh em đầy đủ ha, trước khi gửi máy. Rồi, clip này cũng dài rồi. Thân ái chào anh em tại đây. Thân ái chào cả nhà. Chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh mình để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào cả nhà. Hẹn anh em clip ngày mai.